xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Yêu Làm Đẹp của mình. Trong một ngày mưa gió bão bùng như thế này thì video của mình nó sẽ hơi ồn ào một tí xíu, mong các bạn thông cảm nha. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về lông mi 500. Lông mi 500 thì chắc chắn là các bạn cũng không còn xa lạ gì nữa rồi đúng không nào? Theo như các video giới thiệu hướng dẫn ở trên mạng á, thì cách sử dụng nó rất là đơn giản, chỉ cần dùng hai cái lông mi có dính hai đầu 500 ở hai bên mà kẹp lại với nhau là đã có thể sở hữu một hàng lông mi công vút rồi, rất là đẹp và rất là dễ sử dụng. Nhưng mà thật sự nó có hiệu quả như vậy không thì chúng ta hãy cùng nhau xem video này sẽ rõ hơn. Và đây là một hộp lông mi 500 có giá 150k mà mình đặt mua ở trên mạng. Thì bên trong gồm có hai cặp lông mi để dán hai bên mắt và kèm theo một cái cây kẹp để gắn mi nữa. Thì cái bộ này mình thấy là giá của nó khá là đắt, 150k so với những gì nó có thể giúp ích được cho bạn thì thật sự là không biết phải nói như thế nào, cho nên là mời các bạn cùng xem video sẽ rõ. Chiếc kẹp gắn lông mi này có hình dạng gần giống với đồ bấm lông mi bình thường, tuy nhiên nó được làm bằng kim loại để có thể dễ dàng dính lông mi 500 vào đó. Còn về phần lông mi thì nó được dính vào bởi 500 cho nên là chúng ta có thể dễ dàng gỡ nó ra khỏi cái khung. Hai đầu lông mi đều được gắn vào hai mảnh 500 nhỏ và khi mà mình đưa 500 lại gần với nhau thì tự động nó sẽ hút vào nhau. Và như vậy người ta tạo ra lông mi 500 dựa vào nguyên lý lực hút của 500. Cách sử dụng thì mình sẽ dính lông mi 500 vào chiếc kẹp sao cho nó thuận theo hướng cong tự nhiên của lông mi là cong từ dưới lên và theo chiều nhìn của ánh mắt từ trong ra ngoài. Gắn mi trên và mi dưới sao cho các phần 500 hướng vào nhau để nó có thể tạo lực hút. Nếu như các bạn gắn ngược thì nó sẽ không thể hút vào nhau được. Và bây giờ là bước quan trọng gắn lông mi lên mắt như thế nào đây? Thất bại hoàn toàn, lông mi không hề ăn khớp với nhau. So với người ta làm thì sao nó lại quá dễ dàng như vậy nhỉ? Phải tháo ra thôi. Ui da. Có thể lần đầu chưa quen cho nên là thất bại. Bây giờ mình sẽ thử lại tiếp lần thứ hai. Kết quả có vẻ khả quan hơn một chút rồi đó. Lông mi có vẻ sát vào với nhau hơn. Tuy nhiên thì nó vẫn không hoàn toàn tự nhiên được. Nhìn sơ qua có thể thấy là lông mi chỉ dính được với nhau ở hai bên khi mà có 500 thôi, còn cái phần chính giữa nó lại bị trống ra, nhìn rất là khó chịu. Nó hoàn toàn không thể ăn khớp được với nhau và chắc là mình phải tháo ra để thử lại một lần nữa xem sao. Không được nản chí, tiếp tục với lần thứ ba nào, cố lên. Lại thất bại rồi, ui đau quá. Cố gắng một lần cuối nữa thôi, không được là mình bỏ luôn đó. Lại thất bại rồi. Bây giờ mắt của mình nó rất đau và rát, chảy cả nước mắt. Thay vì cố gắng ngồi hành hạ đôi mắt của mình thì chỉ cần dán lông mi như bình thường là đã xong mất từ đời nào rồi. Quá đơn giản, chỉ chưa tới một phút là mình đã dán xong lông mi rồi. Sau lần này mình rút kinh nghiệm là sẽ không dùng đôi mắt của mình ra để thử nghiệm bất kỳ cái gì nữa. Thật sự mà nói, khi thấy những cái video người ta sử dụng ở trên mạng và khi mà mình thực hiện, mình tự thực hành đó thì nó lại quá khác nhau đi. Không biết là do mình sử dụng sai cách hay là thế nào, nhưng mà mình đã cố gắng rất là nhiều nhưng mà vẫn không thể nào gắn được cặp lông mi. Thay vào đó thì mình chỉ cần sử dụng cái lông mi truyền thống như bình thường là mình đã có thể gắn được cái lông mi của mình rất là nhanh, rất là gọn rồi. Cho nên là mình vẫn sẽ tiếp tục trung thủy với cái lông mi truyền thống thôi, không thể nào sử dụng được cái lông mi 500 này cả. Và thông qua video này thì chắc hẳn là các bạn cũng có những lựa chọn riêng cho mình, mua hay là không mua thì tùy các bạn thôi. Còn nếu như là mình thì mình chắc chắn là sẽ không mua lại cái lông mi 500 này nữa, chắc chắn luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Bye bye.